tiểu sử ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Mr. Đàm Mr. Đàm họ và tên Huỳnh Minh Hưng sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971 tên thân mật. Mưa đàm nhắc đến đàm vĩnh hưng chúng ta liên tưởng ngay đến một giọng hát lạ. Có phong cách trình diễn riêng biệt, tạo ấn tượng trong lòng khán giả không những qua giọng hát mà cả bằng những phát ngôn gây sốc những việc làm ngông hoặc những xô diễn đậm chất cá nhân như dạ tiệc trắng trang trí khán phòng sân khấu màu trắng khán giả đến xem cũng mặc toàn đồ trắng từ một anh thợ hớt tóc đam mê ca hát đàm vĩnh hưng trở thành một ca sĩ nổi tiếng ăn khách nhất hiện nay từ một ca sĩ hát đám cưới không ai biết tên tuổi đàm vĩnh hưng tám lần đi thi tiếng hát truyền hình để mong có bước phát triển tốt hơn và lần cuối cùng đó anh đạt giải tư anh kể lúc bấy giờ cuộc thi tiếng hát truyền hình là một cuộc thi âm nhạc có uy tín và chất lượng những ca sĩ mới như đàm vĩnh hưng rất háo hức dự thi bởi vì sau mỗi lần dự thi mình học hỏi rất nhiều kinh nghiệm mà ni tuy nhiên thì liên tiếp 8 lần để rồi đạt giải tư thì có lẽ chưa có ai như Vậy, tâm lý thông thường con chim có giọng hát hay thì chiếu chít suốt ngày Một người có giọng hát lạ cũng muốn được nhiều người nghe và thừa nhận Đến bây giờ chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại đủ thời gian và kiên nhẫn thi suốt 8 năm như Vậy Đàm Vĩnh Hưng cũng từng sống những tháng ngày cơ cực khi kinh tế gia đình khánh kiệt để rồi có. Trong tay một công ty giải trí, một quán ăn, sở hữu những món hàng đắt tiền mỗi khi đấu giá có người bỏ ra cả trăm triệu đồng mua. Không ít lần anh bị cho hát lót, đến sân khấu rồi lại ra về trong lặng lẽ để rồi trở thành một trong những ca sĩ có thể lực trong việc bay xô ở nước ngoài đó thật sự là một hành trình dài với những nỗ lực không ngừng và chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu của mưa đàm chàng ca sĩ vốn mang trong mình ba dòng máu pháp hoa việt tiếp sau đó là những cố gắng vượt bậc để khẳng định mình qua các album đơn do chính mình thực hiện có thể xem giọt nước mắt cho đời là album đưa đàm vĩnh hưng thật sự bật thành sao trong làng nhạc việt chính vì thế những album sau này đều nhận được rất nhiều sự quan tâm thì phía khán giả đàm vĩnh hưng luôn luôn cầu tiến và ấp ủ thực hiện nhiều dự định mới trong sự nghiệp để không cho phép mình bão hòa trong công việc các giải thưởng đã đạt được 1996, giải khuyến khích trong cuộc thi bài ca tháng tư do khu du lịch Đầm Sen tổ chức. 1997, giải nhất cuộc thi liên hoan các giọng hát hay bán chuyên nghiệp. 1998, giải tư tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. 2001 giải nhất giọng ca và gương mặt ca sĩ trẻ được yêu thích do chương trình chiều thứ năm dành cho các sinh viên bình chọn 2002. Giải thưởng làn sóng xanh của Đài Tiếng Nói Thành phố Hồ Chí Minh 2003 Giải nhất ngôi sao Bạch Kim, giọng ca nam xuất sắc nhất 2004 Giải thưởng làn sóng xanh ca sĩ được yêu thích nhất trong năm 2004-2005. Giải thưởng lá phong của Tổng lãnh sự Canada 2005 Hai giải thưởng làn sóng xanh Ca sĩ được yêu thích nhất và ca sĩ của năm 2005-2006 Giải thưởng ngôi sao bạch kim ca sĩ có phong cách ấn tượng nhất 2007 Giải công hiến 2007 ca sĩ xuất sắc nhất 2007 2008 Hai giải thưởng làn sóng xanh 10 ca sĩ được yêu thích nhất và ca sĩ của năm Huy chương bạc thể loại nhạc nhẹ và nhạc dân gian trong cuộc thi liên hoan giọng hát vàng ASEAN 2008 2009 Lần thứ hai liên tiếp nhận được giải top 10 ca sĩ được yêu thích nhất và ca sĩ của năm do khán giả. Làn sóng xanh bình chọn. Scandal mâu thuẫn với Phương Thanh trước khi xảy ra sự kiện Phương Thanh bị khủng bố tin. Nhắn Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết trong đời sống và công việc với cô. Sau khi xảy ra sự kiện này. Phương Thanh đã đến gặp Đàm Vĩnh Hưng và nói, trong chuyện này, Thanh chỉ nghi ngờ Ngọc và Hưng. Đàm Vĩnh Hưng cũng xác nhận thông tin này, tuy nhiên anh cho rằng Phương Thanh đang nói về Hồng Ngọc và Tuấn Hưng, năm 2007, khi chuyện xích mích giữa Phương Thanh và nhà báo Hương Trà được đưa ra tòa án. Đàm Vĩnh Hưng cũng được cho là đã đưa luật sư của mình để hỗ trợ Hương Trà trong việc phản biện những cáo buộc của Phương Thanh. Năm 2008, Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đều thừa nhận cả hai đã không nói chuyện với nhau hơn một năm mơ ni. Thời gian này, Phương Thanh cho rằng đã có một người ở cạnh mình bán thông tin để báo chí viết một bài xuyên tạc. Đời tư của cô bên cạnh đó việc các bài báo của đàm vĩnh hưng trùng hợp với những phát biểu của phương thanh khiến mối quan hệ của cả hai thêm căng thẳng trả lời về mối quan hệ này đàm vĩnh hưng cho rằng những mâu thuẫn đã xảy ra chỉ là hiểu lầm và mong rằng có một ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ riêng phương thanh khẳng định mối quan hệ này đã hết thuốc chữa Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh từng có thời gian là bạn bè thân thiết bị Lý Tống xịt hơi cay vào. Mặt nhân dịp Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ở San Jose ngày 18 tháng 7 năm 2010. Lý Tống đã giả dạng một người phụ nữ và mua vé đến buổi diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Lý Tống sau đó vẫy tay xin tặng hoa Đàm Vĩnh Hưng và trong lúc anh cúi xuống nhận hoa đã bị Lý Tống xịt hơi cay vào mặt. Đoạn video clip này sau đó đã được lưu truyền rộng rãi trên mạng và gây ra rất nhiều bình luận xung quanh thân thế, đời tư cũng như mục đích của hai nhân vật chính. Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống xịt hơi cay vào mắt đĩa nhạc phôi pha 2004 khoảng cách 2012.